Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia một kèo Europe đến từ dự án Cardano Path. Để tham gia một kèo Europe lần này, các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào cái đường link thì nó sẽ chuyển đến cho các bạn cái giao diện chatbot ở trên Telegram. Đấy, thì trong kèo này thì chúng ta sẽ nhận được là 50 đồng token APA, một cái đồng token nằm trong cái nền tảng Cardano. Và cái dự án này thì sẽ được phân phối về ví cho các bạn sau khi mà mở bán IDO. Kèo này thì sẽ có 3.000 suất random và 100 suất dành cho top rapper. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ nhấn vào nút Start để chúng ta bắt đầu chat với bot. Ở đây các bạn sẽ nhấn tiếp vào cái phần Continue. Sau khi nhấn vào Continue thì các bạn sẽ tiến hành thực hiện cái phép tính này. Sau đó các bạn sẽ nhập kết quả vào và chúng ta nhấn Enter. Sau đó nó sẽ hiện lên cho chúng ta các cái nhiệm vụ ở đây. Thì các bạn có thể thấy là có 303.000 suất random này và top 100 dành cho top 100 suất dành cho top rapper. Thì đây các bạn sẽ làm hoàn thành các cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thì cũng khá đơn giản thôi. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn sẽ điền, chúng ta sẽ join vào kênh Telegram group của dự án. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào kênh channel của dự án. Nhiệm vụ thứ hai là các bạn sẽ follow Twitter và retweet pinpot. Thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái trang Twitter của dự án ra. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào cái phần follow. Đấy, và chúng ta sẽ lướt xuống thì các bạn sẽ thấy có cái bài đăng của dự án ở đây. Thì các bạn thả tim và nhấn vào phần quote tweet. Ở đây thì nó yêu cầu là chúng ta chỉ retweet thôi. Ok, nên là các bạn có thể retweet hoặc là quote tweet tùy các bạn. Chúng ta không cần phải tag thẻ bạn bè vào. Rồi ok, tiếp theo, nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ quay lại làm nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản và xác minh email ở trên Cardano Path. Thì đây các bạn sẽ mở ra cái trang web của dự án. Đấy, sau khi bạn mở cái trang website ra thì đây các bạn sẽ thấy có cái phần là login hoặc là sign up. Thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần sign up để chúng ta tiến hành đăng ký một cái email. Ok, email thì các bạn sẽ tiến hành nhập cái email tạo tài khoản của các bạn vào. Sau đó dòng thứ hai các bạn nhập cái password. Password của các bạn thì các bạn sẽ nhập gồm có 8 ký tự. Rồi sau đó chúng ta nhập lại mật khẩu một lần nữa. Và cái phần innovator code này thì các bạn có thể bỏ qua hoặc là nhập cái mã code của mình để dưới phần mô tả của video. Đấy, sau đó sau khi mà các bạn nhập hết tất cả thông tin rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào phần I agree. Rồi sau đó chúng ta nhấn vào cái phần sign up là xong, chúng nó sẽ tự động đăng nhập vào. Ok, sau khi các bạn đăng nhập xong thì sẽ có một cái email xác minh được gửi về cái email đăng ký của các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái trang email của chúng ta ra. Đây thì sẽ có một cái email được gửi về cái tài khoản của các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào cái phần là verify mail now. Đấy, và nếu các bạn không thấy cái phần thư này ấy, thì các bạn sẽ kiểm tra ở trong cái phần thư rác nhé. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra ở trong cái phần thư rác xem thử là nó có lọt vào đây hay không. Và sau đó thì các bạn sẽ click vào phần Very Mail Now. Rồi thì nó sẽ chuyển đến cho các bạn như thế này, tức là các bạn Your Mail has been verified, tức là chúng ta đã xác minh cái email thành công. Bây giờ thì các bạn sẽ nhấn vào phần Return the Home Page. Sau đó chúng ta tiến hành nhấn vào phần Login và các bạn đăng nhập vào là xong. Ok, và như vậy là mình đã đăng nhập thành công ở trên cái app này. Rồi, và các bạn có thể thấy thì hiện tại ở đây có cái mã code luôn này. Đó, thì các bạn có thể, nếu mà bạn bè của chúng ta share cho bạn bè của chúng ta tham gia thì các bạn cũng có thể lấy cái mã code này chúng ta gắn vào cho bạn bè của chúng ta luôn. Thì hiện tại mình vẫn chưa biết là cái nền tảng này nó sẽ dùng để làm gì. Đó, nhưng mà chúng ta cứ đăng ký trước bởi vì trong cái kèo Europe nó có yêu cầu. Rồi, và tiếp theo là các bạn sẽ quay lại cái trang làm nhiệm vụ, chúng ta nhấn vào cái phần Done. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn tiếp vào cái phần đăng cho mình. Bây giờ nó sẽ yêu cầu chúng ta khai báo cái username Twitter. Thì các bạn sẽ vào lại trang Twitter. Chúng ta vào cái phần profile nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lấy cái username Twitter của chúng ta ở đây. Sao chép này. Các bạn dán vào. Nhấn Enter. Tiếp theo là nó sẽ yêu cầu các bạn là điền cái email mà lúc nãy chúng ta đăng ký ở trên cái trang Cardano Path. Đấy thì các bạn sẽ nhập cái email đó vào. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ join vào cái kênh channel quảng cáo. Thì đây là nhiệm vụ option các bạn có thể làm hoặc bỏ qua. Đấy thì làm thì các bạn sẽ nhận được thêm là 10 cái đồng token APA.
Đấy thì chúng ta sẽ join vào cái kênh Official Aerobe 6. Thì cái kèo này thì nhiều bạn làm thì chắc chắn chúng ta cũng đã join vào cái kênh này rồi. Đấy, sau đó các bạn sẽ nhấn vào cái phần đăng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ điền địa chỉ ví Binance Smart Chain. Với địa chỉ ví Binance Smart Chain, các bạn có thể sử dụng địa chỉ ví ở trên ví MetaMask, ví Trust Wallet hoặc là ví Coin98. Đấy, chúng ta sao chép địa chỉ ví, sau đó các bạn dán vào. Đối với những cái bạn mới ấy, thì chúng ta nên xem lại các cái video cũ của mình hướng dẫn tích hợp cái mạng BSC vào ví MetaMask. Đấy, còn có một số bạn người mới, các bạn có hỏi mình là lấy cái mạng ví BSC ở đâu. Thì các bạn có thể vào YouTube, các bạn gõ là cách thêm mạng BSC vào ví MetaMask. Đấy, thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều cái video, trong đó có cả cái video của mình. Thì các bạn có thể xem qua để chúng ta biết cách là tạo một cái thêm cái mạng BSC vào để các bạn tham gia Aerobe. Và cuối cùng thì như các bạn thấy ở đây nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái đường referral link. Thì các bạn bây giờ chúng ta có thể copy đường link này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia để các bạn tham gia đua top. Còn đối với những cái bạn mà chúng ta chỉ ăn trong cái suất random thì các bạn có thể bỏ qua cái nhiệm vụ chia sẻ cuối cùng. Ok, và đây là một cái dự án tiềm năng đến từ Cardano. Thì anh em cũng có thể nên tham gia để chúng ta có thể test vận may hôm sau nếu mà nó mở bán IDO, có thể giá của nó sẽ bay cao. Rồi, và video hướng dẫn của mình kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.